xe bus ở Đài Loan rồi. À, trời, nó bự dữ vậy. À. Này cổng sao hay? Cái này cổng sao, cổng bên hông. Cổng này lớn dữ trời. Cổng sao nằm bên kia thì cổng bên hông. Lớn dữ. Hai cái này là cái chỗ mà để hồi đó tao biểu diễn hát rồi. Giống như tổng thống mình như cái nhà. Vậy tổng thống ở chỗ nào? Không, ổng qua đây. Ủa này có gì lính múa không? Có, có. Đang làm việc ở đây thôi hay sao? Không, làm việc bên kia. Làm việc còn cái chỗ bên ở. Bao nhiêu lâu nó mới múa một lần hay là một tiếng hồi nó múa một lần. Giờ đang múa lại. Giờ đang múa mình muốn coi chứ mình coi ở chợ 11 giờ. Vô trong con lớn dữ ta. Hai, xin chào mọi người, hiện tại là Bằng đang ở cái khu tưởng niệm của Tưởng Nhớ Thạch mọi người. Nó giống như kiểu Dinh Độc Lập của Sài Gòn mình vậy đó. Và ở đây nó có 4 cái kiến trúc chính rồi. Phía sau lưng Bằng là một cái cổng, cổng chính để ra vào nè. Và bên đây là cái đài tưởng niệm của ông Tưởng Nhớ Thạch, người cha lập quốc ra nước Đài Loan. Và sau lưng Bằng thì có thêm một cái tòa nhà nữa mọi người. Và bên đây nữa, bên đây có một cái tòa nhà nữa. Đó, có tổng cộng là 4 cái kiến trúc chính ở trong đây thôi. Và muốn đi tới đây thì nãy gia đình của Bằng đã đi bằng tàu điện ngầm tới đây á, nhưng mà chị của Bằng nói có thể đi bằng xe taxi cũng được hoặc đi xe bus cũng được, có nhiều phương tiện đến đây. Và chỗ này thì mở cửa tự do, muốn ra vào thoải mái, không có trả phí hết mọi người. Nhưng mà phải nói là chỗ này nó rất là vĩ đại nha, mình nhìn nó kiểu rất là hùng vĩ luôn á. Và tí nữa thì Bằng sẽ đi bộ lên trên cái đài tưởng niệm của ông Tưởng Nhớ Thạch, người cha lập quốc ra Đài Loan, để quay cho mọi người coi. Bằng cũng chưa có từng đến đây bao giờ và cũng chưa biết về ông Tưởng Nhớ Thạch nhiều lắm, nhưng mà sẽ đi lên đó để quay cho mọi người coi. Cái mái ngói của những cái kiến trúc này xây nó theo cái kiểu mà nó chồng lên nhau mọi người. Những cái hàng cột kèo nó chồng lên nhau, nhìn nó rất là đẹp luôn á. Và nó lợp bằng hai cái loại ngói, một là màu vàng và một là loại ngói màu xanh. Giống như đại diện cho vua chúa mọi người. Đúng là kiến trúc của Trung Hoa ngày xưa đó. Và trên đó hình như là họ đang trùng tu hay gì đó, bằng nhìn thấy trên đó họ đang rào lại. Có lẽ họ đang sửa chữa gì trên đó. Nhưng mà không hiểu tại sao mà ở đây họ che bằng những cái giống như họ sợ chắc ngói rớt xuống hay sao. Họ sử dụng cái lưới rồi họ bao quanh cái mái ngói luôn. Họ sợ ngói nó tuột xuống. Đây, phía trước này là cái đài tưởng niệm của ông Tưởng Nhớ Thạch mọi người. Chị Bằng nói trong đó có cái tượng của ông lớn lắm. Giờ Bằng sẽ đi vô đó quay thử coi. Cái này là dùng để gõ cửa đúng không? Đúng rồi. Này nè, gõ đi. Nghe. Mà này hư rồi. Mày bận gì vậy ta? Anh, cái lỗ chốt của nó nè. Cửa gì chắc lồn chứ. Ở giữa nhét cái gì nè. Đi anh, qua đây con. Đây là phía bên dưới của cái tượng ông Tưởng Nhớ Thạch mọi người. Phía dưới của cái đài tưởng niệm rất là rộng luôn. Cái này là gì hay?
Cái này không chỉ là đồ giả thôi, cái đồ thiệt nó nằm bên bảo tàng bên kia kìa. À. Cái đồ thiệt nó nằm bảo tàng bên kia. Bảo tàng bên kia. À, cái này là tượng mà ổng được tặng á. Ờ, nó được ổng được tặng ấy, để. Nhưng mà cái này đồ nhái thôi, thật sự nó nằm bên cái bảo tàng bên kia. Đây là tượng mà ông Tưởng Giới Thạch được các nguyên thủ quốc gia ở trên thế giới tặng mọi người. Giống như mấy con gấu này là mấy nước, mấy các nước cho ông á. Ừ. Ông để lại đây. Cái này nước ngoài nó cho không ạ? Đây tượng 12 con giáp. Cái này là tượng giả nha mọi người. Cái này là tượng giả, phiên bản giả để trưng bày thôi. Còn cái tượng thiệt đó là được để bên bảo tàng quốc gia. Chỉ bằng nói vậy. Này có 3 tầng mọi người. Tầng 1, tầng 3, tầng 4, không có tầng 2. Tượng sáp hả? Tượng sáp của ông Tưởng Giới Thạch mọi người. Tượng sáp. Dạ, không, con không có dựa vô đây con. Dựa đây không được, người ta không cho con dựa vô đây. Đây là mẹ con nè. Mẹ của bà mẹ. Biển số 0888 và biển số 110-5668. Hai chiếc xe. Đó. Hai chiếc xe. Đây là quần áo trang phục của ông á. Bức họa của ông. Này là đũa, có cái đồ muốn xài. Đũa nè. Đũa muỗng hả? Giới thiệu cho Daddy nghe này, cái này là trời, cái gì? Này cũng ăn đũa này mòn luôn. Cái này đi, con gái nói chỉ Daddy cái này là cái này. Rồi này chén này này. Cái quạt đó kìa. Đũa. Quên. Cái đũa. Để điện giới thiệu, cái điện này chén xong này. Ừ. Quên nữa. Ừ, này cái áo của ông nè. Này cái áo này áo này giờ bên đây người ta ít mặc á ha. Ít. Đây nữa. Mê đồ hả? Cái này mê là cái gì là gì? Mê chương. Chắc tiền hồi xưa quá. Phải không? Phải tiền không? Ngân phiếu. Không phải. Tượng ngân phiếu có đóng dấu. Chi lưu rồi nãy rồi. Không phải, chính là tượng của chúng ta có một số tư tưởng. Là cái ông nhớ dịp giống như bị chi bệnh vậy đó, ông nhớ. Ghi lại. 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 Chắc nó lưu trữ lại hay sao? Chứ như ông nghĩ ra được gì ông viết là sao ông đưa cho người ta người. Cái đó gọi là nhập ký. Nè con, đôi giày đẹp chưa? Trời bao nhiêu lâu rồi bây giờ ha? Đôi giày mới cấu. Nhớ rồi không còn. Nhớ. Giữ lại hết à? Ừ. Bên kia có hai chiếc xe cổ. Ừ. Ủa, nguy hiểm quá trời. Việt Nam ở đâu? Tiếm không ra Việt Nam đâu luôn. Đâu này bản đồ ở Trung Quốc chứ thế giới. Đúng rồi, quanh nguyên một cái Trung Quốc đây. Cũng có cái đường ở tỉnh Quảng. Ê, mình đi vòng đi lên lầu xếp hàng tại con Hồ. Đây. Nè. Em đi vòng đó. Quay chiếc xe kìa. Rồi, quay xe rồi. Ok, bây giờ đi lên trên. Mấy bộ đồ. Đi nào hay. Đi ra.
thống Attention. Đây là cái quảng trường phía trước của cái phủ tổng thống mọi người. Bên đó là phủ tổng thống Đài Loan mọi người. Nghĩa là nơi mà tổng thống Đài Loan đang làm việc. Có cảnh sát ở đó rất là đông luôn. Bằng cũng biết họ có cho quay phim hay không, mà bằng đang đứng ngoài đường đối diện với phủ tổng thống thôi. Nếu mà lại đó mà họ không cho quay phim thì bằng sẽ tắt máy. Rồi nếu họ cho quay phim thì bằng sẽ quay, mà bằng sẽ đứng ở đây đường chứ bằng không qua sát phía bên kia. Rồi sát bên kia quay mọi người cũng sẽ không thấy được hết toàn cảnh của phủ tổng thống. Mình đứng bên đây được rồi hai. Bên đây đường thôi. Nghe được qua rồi đó hai. Wow. Trong đó cũng có xe quân đội đậu luôn. Cơ quan nơi ở cao nhất của người lãnh đạo của tổng thống của Đài Loan mọi người. Quá trời luôn. Này nó có hình vuông mọi người. Thôi quay luôn. À phía trước bây giờ thấy có mấy người cảnh sát đang cầm súng đứng á, bảo vệ. Chắc phải có ngày nào đó mới cho vô thôi, cho vô thôi. Cảnh sát đúng không? Vô thông. Nếu mình quay đây được hay đâu cần qua đó làm chi? Qua đó đâu có quay được gần. Qua đó gần quá đâu quay đâu đẹp. Ừ, đây quay là thấy ok nè đó. Toàn cảnh luôn. Không? Nguyên phủ tổng thống luôn. Người ta bảo vệ ít quá ha, ít người quá ha. Khi nào bà lại làm? Đây là cái quảng trường phía trước mọi người. Có cái đường rất là lớn luôn. Đường này tên gì đó? Không thấy để tên. Nhà Boulevard nè. Đại lộ lớn của nó đó. Đi thẳng về phủ tổng thống luôn ha. Thẳng vào phủ tổng thống luôn. Phía bên kia là cái tòa nhà 101 gần kìa. Đó. Phía bên đó đó. Cái là tòa nhà 101 tầng đối diện luôn em. Kìa. Đối diện phủ tổng thống luôn. Phủ tổng thống ở đây. Phủ tổng thống nhìn đơn giản quá hả? Phía trước này là trường nữ sinh mọi người. Đối diện phủ tổng thống luôn. Trường này chỉ là nữ thôi, không có nam. Trường nữ của nhà nước á. Thôi không nghĩ là giờ nó còn những cái trường vậy ha. Ở dưới hai cũng còn vậy. Nhưng mà có khó để xin vô học hay không? Hay là khó. Phải con dạng con vậy? Không cần, đủ điểm rồi vô thôi. À, toàn nữ không? Hay hồi xưa, ở hồi thời xưa mình toàn trường nữ sinh. Taipei First Girl High School. First Girl High School. Girl High School. Yeah. Trường cấp 3 của nữ thôi. Ồ, nó cũng giống Mỹ nè em. Cấm hút thuốc trước cổng trường.